mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 và hướng đến chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Nhiều giải đấu giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tân An đã được tổ chức, trong đó phải kể đến giải bóng đá Tứ Hùng Cúp Trúc Mai lần thứ nhất năm 2022, giải đấu góp mặt nhiều cựu cầu thủ của tỉnh Long An. Tham dự giải đấu có 4 đội bóng: Khánh Hậu FC, Phương Trâm FC, Tam Mò FC và Cà Phê Amazing FC. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch của giải. Theo những nhà tổ chức, giải bóng đá Tứ Hùng Cúp Trúc Mai lần thứ nhất sẽ là tiền đề cho những giải đấu với quy mô lớn hơn, chủ yếu dành cho các doanh nghiệp đam mê với bóng đá, đặc biệt là giải đấu dành cho 11 người. Tôi là một người rất là yêu thích thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Trong 4 đội lần này chúng tôi tổ chức mời thì cũng đã anh em cũng đã giao lưu với nhau rất là nhiều lần rồi. Nên tôi và em Lễ là muốn tổ chức một cái giải nhỏ thử nghiệm để gắn kết anh em và càng ngày tạo một cái sân chơi cho anh em giao lưu và học hỏi và đoàn kết với nhau, tạo cho một cái phong trào bóng đá của mình càng ngày càng hâm nóng hơn. Tổ chức giải lần này thì một cái giải thử nghiệm nhỏ thôi, nhưng mà trong tương lai thì nếu mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ làm một cái giải mở rộng hơn một chút xíu nữa. Tuy chỉ là giải Tứ Hùng nhưng đây đều là các đội bóng có sự đầu tư rất tốt khi có dàn cầu thủ chất lượng cao. Khánh Hậu FC có nhiều hảo thủ từng là cựu cầu thủ của Long An như cầu thủ Võ Công Thành, Trần Huỳnh Lân, Hồ Hải Phong đều là cựu cầu thủ có gạch đồng tại Long An, thủ môn Bùi Tấn Sang, cựu cầu thủ hạng nhì Long An. Hay Phương Trâm FC đến từ Cần Giuộc, gồm lứa cầu thủ trẻ thuộc U19 huyện Cần Giuộc. Không thua kém, Tam Mò FC là đội bóng từng đoạt nhiều giải phong trào sân 5 và sân 7 tại Bến Lức. Trong đội hình Tam Mò FC có nhiều cầu thủ khoác áo đội Bến Lức tham dự môn bóng đá Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ 9 vừa qua. Đối với Cà Phê Amazing FC, được biết là một đội bóng phong trào rất mạnh ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, gồm nhiều cầu thủ trẻ, chất lượng. Giải bóng đá Tứ Hùng Cúp Trúc Mai lần thứ nhất đã được tổ chức rất thành công khi các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Các cầu thủ thi đấu tự tin và đóng góp đến tổng cộng 34 bàn thắng. Trong đó, đội bóng trẻ đến từ Tiền Giang Cà Phê Amazing FC đã xuất sắc toàn thắng cả 3 trận để giành chức vô địch của Cúp Trúc Mai. Hạng nhì thuộc về đội Khánh Hậu FC, Phương Trâm FC hạng 3 và Tam Mau FC nhận giải khuyến khích. Nói chung là rất nhiều các đội rất cần các nhà tài trợ như thế này để cho anh em được thi đấu để cho các giải phong trào của Long An mình được phát triển hơn nữa. Phong trào bóng đá của thành phố Tân An trong thời gian qua thì rất là mạnh. Đầu tiên là cái giải Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh, rồi đến giải cúp truyền hình Long An, rồi sắp tới đây thì có giải Võ Long An. Thì theo đó thì tôi cũng hưởng ứng cái phong trào nên tổ chức cái giải bóng đá 7 người hôm nay. Về bóng đá 7 người thì thành phố Tân An thì chưa có tổ chức, các huyện khác thì phát triển bóng đá phong trào 7 người rất là mạnh, cho nên là lần này là tổ chức để thử nghiệm, trong đó để tạo cái sự gắn kết đoàn kết với nhau, giữa giao lưu giữa các đội bóng với nhau. Giải bóng đá Tứ Hùng tranh cúp Trúc Mai do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trúc Mai và doanh nghiệp tư nhân Hiệp Hưng tài trợ tổ chức, là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có dịp gắn kết, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh và cũng là cơ hội cho bóng đá phong trào tỉnh nhà phát triển. Hy vọng giải bóng đá Tứ Hùng này sẽ tiếp tục được cải tiến với quy mô lớn hơn như ban tổ chức giải đang ấp ủ thực hiện trong thời gian tới.